Dạ rồi, hãy tới Oro Sài Gòn anh kính chào anh em. Cho anh em là một cái cam ly của hãng Đề Nông, nó có đen là BMA 890D ha, 890D. Thì đối với chiếc Đề Nông 890D này thì được hãng sản xuất vào năm 1989. 1989 ha. Và nó có thích hợp DA giải mã, thích hợp mạch Class A 20 bit ha. Và có đường vào optical và ngõ Corsia, và có thể làm một chiếc đát độc lập hoặc là anh em sử dụng hai đường vào ha, hai đường vào, thí dụ anh em sử dụng bằng cái nguồn CD, anh em nghe nhạc CD, hoặc sử dụng bằng cái nguồn optical này làm giải mã cho thiết bị khác vẫn được ha, nó chạy độc lập ha, chứ không cần phải là bật chế độ như vậy âm ly nó sẽ mới hát ha, nó hát riêng biệt hai ngõ nè và độc lập ha. Thí dụ anh em bật ngõ optical 1 thì cái ngõ out ở phía sau ra cho anh em xài thiết bị khác, hoặc anh em hát bằng cái ngõ CD này thì vẫn hát được bình thường, và cái ngõ này vẫn hoạt động độc lập, không riêng biệt nhau ha, không phụ thuộc vào nhau đấy. Thì đối với chiếc Denon 890DG này, em về một con thì trạng là đẹp xuất sắc, không tì vết ha, gọi là không tì vết luôn, siêu đẹp, mặt phay âm trước màu đen. Đây anh em thấy cái phần những cái con mặt màu đen này em tiện rất kỹ và xin rất là kỹ, dù trong những clip trước cũng đã chia sẻ anh em rồi, rất là keng ha, rất là keng phần nắp nè và hai nắp bên thì em đã vệ sinh xong nè, quay nội thất chi tiết lên cho anh em. Đây phần sườn phía bên tay trái nè anh em thấy không, trắng phao à, đây là trái tim của phần giải mã nè, thì nó chạy hai chip giải mã BCM 58B nè, đấy hai chip của phần DA. Đây là phần mạch của phần đầu vào, hai vế hoạt động độc lập ha, không phụ thuộc vào nhau. Đấy chiếc rất hay của chiếc cam ly Đề Nông 890D. Đây anh em thấy ruột gan mới tinh ha, cực keng anh em ha, rất là keng. Đây bật cái đèn lên, đây anh em thấy cái trắng nhiệt không, trắng phao, 4 tụ lục nguồn và một tăng khô lớn, tăng khô là 4 lón luôn. Đây, tổng thể này nè, từng ngóc ngách rồi rất là đẹp luôn, trắng phao luôn, mà sâu bên trong đây, và zin nguyên bản tuyệt đối anh em ha. Đây thì về thông số kỹ thuật của chiếc Denon 890D thì nó có công suất tiêu thụ điện, đây phần công suất tiêu thụ điện đây 216W, và chiếc này có seri nè 1733, điện 100V anh em ha, hàng mặt in da băng. Đây là diện nguồn riêng, đây là các chân rắc gắm đầu vào mới tinh nè, đây cầu lò, đường vào của ngõ optical à. Thì về công suất thực ra lo, công suất thực ra lo rất là lớn, 110W cho một kênh à, em xin lỗi 130W, em nhớ nhầm ha, 110W cho một kênh 8 ohm, và đối với 6 ohm thì nó mới là 130W. 110W cho một kênh 8 ohm là rất là lớn anh em ha, rất là lớn, đủ sức anh em chơi, nếu mà em sử dụng nghe nhạc, đủ sức anh em chơi những cái cặp loa 25, 30 và 40, những dòng Sequin Vega, những dòng Pioneer, những cái dòng chuyên dụng sử dụng nghe nhạc ha. Nên không khuyến khích đánh những cái dòng loa 40, những cái dòng loa những cái dòng mà chuyên karaoke hay gì đó ha, những dòng nghe nhạc là bass 40 là đánh phải tưng. Rồi thì về phần hình thức và công suất như vậy thì nó có xây tiêu chuẩn xe ngang qua là 43,5 và cao lên là 18, hồ sâu là 42 và nặng là 18kg ha, nặng là 18kg. Đây thành vách phía trên nè, khoai nhâm suốt rất là đẹp à. Có vết trong mèo nhẹ đây chút xíu thôi, không có đáng kể ha. Đấy còn lại là như mới này, đây sao mặt khoai nhâm suốt rất là kèn. Đây anh em thấy một cây nhâm xuống không? Bóng giận luôn á. Những cái này là trắng phao hết, để chân cũng vậy. Thì về mức giá thì những cái con đẹp xuất sắc này em tiễn thì nó giá là 19 triệu anh em ha. 19 triệu cho những cái con đẹp siêu đẹp như thế này. Rồi thì về hình thức và như vậy, về phần gói ghép thì anh em chơi ghép được rất là nhiều được lo. Từ lo cọt, lo thùng, bột xeo thì chơi tất tật những cái dòng này. Nó rất là uy lực anh em,
đấy, cái gu nào anh em thích quy lực, những cái con này nó thể hiện rất là tốt. 890DG và 890D. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test bằng cái ngõ optical và bằng cái ngõ coach đồng trục luôn cho anh em ha. Dạ rồi, đây là hình thức khi em gắn hai chiếc nắp hai bên và một chiếc nắp bữa vào, rất là keng nha anh em. Nè, thì nó có thể anh em thấy nó có thể chênh lệch 100.000 so với những cái shop khác, nhưng mà được cái những cái con này em lựa rất là kỹ nên anh em đầu tư rất là xứng đáng cho những cái con đẹp siêu đẹp như thế này, cực keng luôn. Hoa diêm xước rồi anh em thấy không? Em vệ sinh rất là kỹ, rất đẹp luôn. Đấy, lúc nát cũng không một vết chạy luôn ha. Rồi em sẽ gắn dây vào. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào, thì em kết nối bằng cái ngõ CD ha, và đây là cầu lo, và em đặt chung với cái cặp lo mix xịt. Rồi em mời anh em nghe đầu nhạc ha. Này, rồi thì em đã ghim qua cái ngõ optical 1 ha, hiển thị 48kg, và đây là phần kết nối phía sau, đây ngõ optical 1 và cầu lo ha. Bên em lòng ngất ngây, cho sáng trong lòng anh đam mê còn say, bên yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, đèn vàng bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Này em, tiếng bass rất là đầy và rất là uy lực. Thì anh em có thể anh em sử dụng bằng chiếc đây này làm DA cho một thiết bị khác vẫn được, và anh em sử dụng riêng biệt để ví dụ anh em bật ngõ xe này có thể kết nối bằng cái ngõ đường nhạc khác vào, anh em vẫn hát được chiếc ly và độc lập. Optical này vẫn out ra được cho bằng cái đường ngõ red này anh em ha. Nó sẽ out ra bằng hai cái ngõ red này. Đây, từ cái ngõ optical này. Và âm ly vẫn hoạt động và vẫn hát bình thường, còn ngõ optical nó vẫn hoạt động bình thường luôn anh em ha. Nó chạy hoạt động được hai ngõ liên tục cùng một lúc ha. Đấy rồi, thì em cũng xin kết thúc clip, và giá là 19 triệu. Em bao ship toàn quốc cho con 890D siêu đẹp ha. Thế rồi, em xin kính chào anh em.